Rồi mở đầu video mình xin chào quý ông bà cô bác anh chị và các bạn đang xem kênh Cuộc Sống Bây Giờ nha. Hôm bữa mình cắt cái mấy chiếc cà với cái mướp, định hỏi là cả nhà làm cái món gì ăn ngon mà hôm nay không nấu ở nhà. Hôm nay ba mẹ con mình đi về ngoại, hôm nay có dì Út về. Trong này mẹ nói thôi xách về cho dì Út, muốn ăn gì ăn đi. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc à. Dạ, ủa gì vậy? Check the mic and make sure it sound right, boys. Ngoại con mới về. Hello em. Ủa? Mẹ đi trước mình mà ta? Chào đi con. Hãy mẹ đi trước chị. Chào. Con chào đi con. Đây, con chào đi con. Nhìn đứng nhìn chào mẹ. Ơi. Con chào, chào cô ơi. Chú. Dạ ơi. Chào cô chú đi. Mặt hờn cả thế giới ai làm gì á? Chào dì Út. Ừ. Cái gì? Bạn thấy ngoài hả? Vậy là đã đi ra hết đi cắt sầu riêng. Cắt sầu riêng của tổ Út hả? Đi ra đi. Tổ Út nó bữa nay sầu riêng nè. Hôm nay tóc ngoại dựng dữ vậy? Tóc ngoại dựng dựng lên này. Tóc ngoại hả? Dạ. Tóc nằm nghĩa nó dựng vậy đó. Thường thường khi thấy thằng Tính lại tới là vuốt lia vuốt lịa, sao hôm nay không vuốt. Nay ngoại quên vuốt mất rồi. Mẹ ăn ghế chợ hả? Ừ, đi cái tóc. Cái đoạn gì? Đi mây đồ. Ngoài vườn hái sầu riêng rồi anh. Đi. Vô rồi. Út tiếng gì vô rồi. Cái nào chín cây không? Mở con mới xuống. Sầu riêng à. Xanh. Hai hết rồi hả? Đâu có tiền qua được cái cầu này. Làm sao qua được? Té chứ nha. Để né cho ta đi kìa, né cho ta đi kìa. Thôi là 9 cây đâu. Sau bao nhiêu ngày chăm sóc thì hôm nay nó thu hoạch.
chỉ cho làm ăn. Cái mùi của gạo. Biết dương nào hả? Mùi thơm á. Rồi giờ còn nắng hay gì vậy? Sao anh không phụ thu hoạch mà anh làm gì vậy? Hả? Sao anh không phụ thu hoạch mà anh làm gì vậy? Vừa thu hoạch chín được. Cái nào ăn được? Lụm tới ăn được, lụm cái nào ăn được, lụm lụm mất công. Chưa ăn được lụm chi. Tao phức à? Này là thu chín cây à? Cây mà chú chừa lại phải từng lễ nữa các. Thấy người cầm dao gõ gõ là sao biết chính anh? Nghe nghe âm thanh đó sao? Nó chín thì nó bợp nhiều chút. Cái giống vỗ dừa đó. Nó nhốt chút nó thành. Nghe nó thành nó bợp dao. Cảm giác nó bọng trống. Nó bợp chú ơi. Nghe nó thành nó bợp bợp. Chỗ đây vậy. Đụng cái lá cây hú nè. Như vậy. Dướng dướng. Nó cắt cái rèm. Cắt như vậy. Để nó dướng kìa. Ngủ à, ngủ cái ấy. Đó là vậy cái một thằng bỏ tay với hả cầm chi sát tới trời cái mường đồ cái một thằng tới bắt cặp đây nè bắt gì vậy cho dễ đi có đây vợ qua mấy anh kia kìa vỏ đâu rồi vỏ đâu hết trái rồi kìa. Cầm vỏ đó giờ, giùm ra ơi cái hỏi chưa hả trên cây còn có sầu riêng này nó chưa đủ tuổi nên chưa có thu hoạch này cả nhà còn để lại chừa lại đợt tới thu hoạch tiếp à, đời mấy người mà làm nông nông là vui nhất là khúc này nè thu hoạch đúng rồi mẹ có cái lỗi nó là vậy đó chứ không phải là trời có cháu hỏi luôn anh hỏi luôn anh cái sao có nữ nữ vậy nó mới bị xét con nó chú là nó bị vậy. Nè chú thấy cái đít không nè cái đít thùng rồi đi bộ vô quậy khoe nó tới à kêu bằng tới thì đó nè bông như thế này hả chị ơi chở chồng nè như thế này phải không chở vô quậy khoe cho nó uống cái đỡ thôi chứ thấy xét lại vô quậy khoe cho nè mấy cái này là xét hết trơn luôn nè đó thì nó chết. Tại vì cái trái xuống bự bằng cái trái của con đó. Nè. Cái cây thứ hai đó. Bị kịp sáp hả? Ừ. Là cái heo ngàn. Sao mình phủ? Nè. Bị đen rồi, bị nám rồi. Cho dao nha, cho gặp sáp là hai cái một phải không? Mà nhiều đây nó cũng trừ ra đó nè. Đâu rồi mượn ra. Trái này đâu hư gì đâu. Bị kịp sáp vậy xấu vậy là không mua hả? Không. Chùi nó ra không? Đâu ra hả? Dạ. Vậy chùi ra. Thì anh ngồi anh chùi cái gì? Như trái này là 2 kg tính 1 kg. Cái gì vậy? Nó bị gì cái 4 kg 4 kg là lấy 2 kg nó bị kịp sáp bu nè đen thui này nè nó chỉ bu thôi làm sao mà vô công được ta nhưng mà nó xấu nè giáp tắt lắm đang tạo hình gì đang đánh bóng lại hả đánh bóng lại chứ ủa của con mà bị kiểu như là nó đánh bóng lại để nâng giá lên nâng giá lên bị bầm bầm nhẹ là đi hết da cho nó. Không nó bị đen ngà mày. Không ra. Thì đi làm đi. Màu phải vậy đẹp vậy nè. Tức ha. Ừ. Bị kịp sáp bu á. Ăn là lại đắng kìa. Cái đây không có đụng. Thu ra rồi đi. Để cho nghe đi đúng. Cứng. Để nghe. Nó chạy vậy tao dọn hoài cũng đem nó khui được. Dạ. Khui được. Thôi giúp đường nào. Rồi. Thử sao được chưa? Cái này được. Cái này ăn được. Cái này
Cái đó còn sống nó khui thử. Cái đó còn sống luôn đó, ai chịu đại đi. Cái đó để hai con bữa nữa mình ăn được. Ừ, giỏi. Cái kia cũng trứng. Cái đó. Con dâu không nhận ra mẹ chồng. Vậy là mà nhà mình ba người ba trái hả? Cốt ngượng trái là nhà con ba người ba cái hả? Không ông quýnh mày chết mày dí không nói chuyện là người ta xui cả ruột làm sao cái ruột nghe nói cho thẳng trái là giờ mừng quá à. Đi xuống coi đâu cây sầu riêng chỗ mẹ mình đang đứng là cây kia là cây sầu riêng mỏng thon, còn mấy sầu riêng đang cắt là sầu riêng dĩ sáo. Rồi kìa, con buông chỉ kìa. Cắt bánh đúng không? Mày dùng hết lực. Gà, gà. Gọc quá nè. Gọc quá nè. Gọc lưng thịt nó luôn. Ủa, khui đó hả? Không, lần kia. Lần kia. Lần hồi nãy, lần chị đúng rồi, lần đó đó. Gọc mạnh xuống, gọc sâu vô đây. Sống cái nên ngủ xuống, ngủ xuống. Ừ, đúng rồi, gọc thời vậy đó. Rồi gặp thêm lần đây nữa, gặp mấy lần luôn rồi dở ra. Ờ bên kia vào. Ai vậy? Thanh sao mày có nhiều người lính như Thanh? Anh em không người lính, người lính. Đó anh em đông mà. Ê, gãy dao. Vậy rồi sao tao dám quýnh lộn với mày Thanh? Tao dứt quét, tao dứt quét là tao phải ăn một muối trong cái vườn này tao mới chịu. Cái này sầu riêng không? Không. Tôi có ăn sầu riêng. Cầm buồn, cầm buồn, cầm buồn, cầm buồn, cầm buồn, ui cho cái muối nó đen. Ủa cái hột. Cái gì hỏi? Cái này làm gì chưa chín tới nha. Nguyên nhân nào? Cái này ruột cái hột này. Cái này là mới vừa chín tới. Mới chín à. Phán lại. Lấy nước bự ra đã. Chưa. Mất tận. Tao nói không biết tao ăn một muối vườn này tao mới chẹo. Tham ăn đi vậy. Rồi lấy đi. Lấy nè. Lấy lẹ. Cho Lê quay cái muối đó coi đã. Tắt cái đó ra cho chị coi coi đã. Cho nguyên một cái dao mày. Nè lấy đi. Cơm tới hàng luôn. Con cứng quá vậy. Thì mới chín tới. Làm những ăn tắt tá. Trời ơi cái hộp chút béo luôn. Sầu riêng cơm vàng hạt lép. Lê. Dạ. Đưa ai đâu biết vô nhọn rồi đó. Hai muối đi hết luôn rồi. Lộn á. Lấy muối bự đi luôn rồi kìa. Em cảm ơn anh. Trời ơi, cơm này là tới hàng cục đức của Lộ Hoài tới hàng. Mấy người bà không giống cái gì đó. Cho tiền chị kìa. Mày có rồi cho. Thôi ăn đi. Thôi giờ tôi phải ăn vườn bà một muối đó có không có cũng ăn. Trời ơi, ăn một trời, miếng mùa ăn được, cái ăn không được. Ăn rồi. Cứng quá. Có cái một ăn. Miếng cũng đủ. Đây cái dục tan. Thôi, muối nó ngon hết. Cứ lúc mà ăn. Nè, còn nè. Đây, ăn đi ăn. Ngon đâu rồi? Con đứng trên đây nè. Để tao tốt cho mẹ. Ăn nữa thiệt hả? Bầu đâu? Ăn ăn nè. Đạt kìa, đạt. Muối đạt rồi chưa ăn nè. Ăn đi. Là chưa chứ. Nó còn xả trời tao nở nó chưa chín hung. Nhưng mà nó ngọt quá. Mới chín tới. Nó ngọt ngay luôn. Ai cho miếng thôi, ít thôi. Tao quá đồ. Tao. Này cứng.
Cắt ra cho một miếng ra. Miếng này là ít ít thôi. Sắp vàng rồi, con gồi cho cái nậu. Nấu cái kia kìa. Chín nè. Vô làm kìa. Chín cây mà chưa chín hùng. Rồi. Chứ có nhậu rồi cũng mày đi vắng mày mày đặt. Tôi chưa xong nữa ăn. Ta là có trách nhiệm với đất đai nè. Có trách nhiệm với công việc của mình. Tôi chưa xong. Chưa xong đây còn muối nữa. Ta là người phục vụ mà. Đúng rồi. Bữa này mới ngon. Ở đây nói chuyện với anh Vinh. Ê cái này mà để chín thêm cái nữa mày mời. Lê rồi. Mày lê không? Muối này ngon nè chị Lê. Lê. Chụp muối nè. Lấy cho ba chụp. Muối vườn chú nè, lấy thảo. Chụp muối này nè. Chụp muối này không? Nè. Chụp nè, chụp không? Chụp. Này nguyên học nè. Ta mượn cho tôi không mà. Ủa mà mấy bà đại nhớ muỗng thôi ha. Ngày qua kìa. Sáng này tao bắt hồi 5 giờ còn hình hình. Chụp cái vậy đây ngon nè. Này phải đợi em vài nữa nó có mùi dính mềm. Ngon lắm ơi. Mềm chẳng gió hay vậy. Mới chín cây mà. Rồi lại. Chín gió hả? Chưa rụng á. Chứ bây giờ cho tụi nó ăn mà đợi vậy. Đợi không kịp. Không đợi được. Cái này tụi nó ăn. Cái này là có một trái đã. Vậy chứ có đó. Nó chín chín cây. Muối vậy nó thảo trời. Mới mốt. Nó mới chín hơi hơi. Không ăn được. Ổng đâu vòng kiều xuống. Đi đây. Mất công nè. Quay này nè đẹp nè. Ờ. Để giờ anh nói gì? Anh ngồi anh lủi thủi anh ăn nãy giờ luôn anh. Đâu có nãy anh chia không đó, ngồi nhìn không với anh ăn đâu. Bây giờ lủi thủi. Nè. Thằng Lùng. Ăn đi con, của ông nội đó con. Con. Này đúng là của ông nội đó, ăn đi con. Của ông nội. Ăn đi con. Ăn nhiều tạt nói cố ông nội này hay gì ăn dữ vậy? Cố ông nội đâu? Nó không mềm đâu chứ này hai. Ăn cắn mắt con, thối mắt ông nội là nội. Cảm ơn anh. Dương đâu? Rồi. 76 75 kg. Rồi này này anh ơi. Mày xạo, mày bỏ vỏ mày. À bà đồ chứ 72 kg. Được được, không sao. Trời. Thằng già già hàng hàng dân bảy chơi bảy bảy chục không à. Tiếng là chứ 54 quá. Thôi. Rồi nó mà 54. Tiếng nó nặng bằng tao luôn. Rồi đi giờ. Ừ. Lên rồi. Ba thằng đi rồi đó. Rồi đem vỏ rồi rồi. Sao kỳ vậy? Trái sầu riêng hồi nãy thì sợ thiếu mà nó bị chưa chín hung á. Cái còn cứng. Cho nên nó ăn nó bị dư. Nhín à? Rồi mà nó chín tới là nãy giờ không còn miếng nào luôn á. Đâu cần 10 đây nó hướng tới bao tử rồi nó liền giờ. Nó là 3 tháng rưỡi cho lên á. Trời ơi chiều. Dạ chị đón đi cái này nha. Trời ơi. Cái này là 2 tấn rồi đó, 2 tấn rồi. Mấy tô bia đủ không? Trời còn 3 lít nữa đó. Hai cái hàng khác vừa. Chiều nay lên cái lịch đá nè. Cá nhiêu ký mẹ? 3 ký rưỡi. Nữa vô tay nữa hả? Ừ. Máu dư quá. Hồi ta đến với anh này cái ba tay à. Có phải gì nhà mới được. Ta còn phải chở mấy nhóc con mua. Tại trời ta tốn tiền. Mày biết gì chứ. Cổ hết rồi. Thì sao lắm được hết. Rước về nhà tay nghe em cha. Tại nhỏ. Không. Mày sao khó chơi cái mặt nó đi hình vững. Mặt nhà mặt bượng lâu lo. Thơm gì nhà nhậu phải không. Nó mặt nhà bộ mặt bượng lâu lo quá. Bảy chị là tháo lon vừa đủ hết. Này không nhậu quá. Về về đi vậy. Dạ em nước tươi người ở đây chị về rồi anh nói chuyện. Trời ơi đi chơi đi ai chị về rồi anh nói chuyện với em. Trả tiền đâu? Trả. Nói đi. Tiếng này em trả ta có 25 ngàn à. Mười có về lắm à. Cảm ơn nha. Ủa về đường nào hả? Này có lên tivi không chị? Dạ có lên YouTube thôi. Lên tivi chứ.
Lên TV làm người nổi tiếng rồi chơi. TV mà cũng được nữa, mà có thấy có mạng mới được. Để em phỏng vấn anh tên gì vậy anh? Dạ anh tên Đen. Dạ anh Đen. Anh mày sao vậy? Thấy anh làm nghề này bao lâu rồi anh Đen ơi? Ok. Anh Đen làm nghề được bao lâu rồi anh Đen? 2-3-40 năm vậy chị ơi. 2-3-40. Em nay 49 rồi. Tại nhỏ con nhìn nó không già chứ. Rồi thằng gì nữa? Ồ, chiếc xe lạ không quen. Nhiêu ký anh? 15 ký. Nhỏ tao đi. Ta quýnh nó nghe. Qua đây làm cái gì? Thích giỡn với mình hả? Đó, thấy em bị kích động anh ơi. Ai giỡn vậy? Rồi trừ ra 75 ký là ok. Rồi ok, về khỏi lựa cái gì đó. Phải hết bao nhiêu đi rồi thì phải làm. Con về. Ghê vậy đi được luôn. Cũng gì hết tao mà kêu ở không thì chịu ở nữa. Ở tận mới sao chịu. Hai cơ. Ở trên 10 dứt 65 cây vô bà nó thấp. Hai cơ. Rồi cái đi. Cái à. Dạ dạ. Dạ dạ. Biết trái ngầm quá. 110. 105. Ngày qua á 4 rồi. Yeah. Yeah. Mấy xe về lại nha. Thôi chầm dũng vậy nè. Đó. Dép tao. Nè, thấy coi. Thấy dép lại đây. Rồi. Lên đây. Lọt mưa rồi. Này, chạy. Buông. Chạy, té vô giờ. Từ không có được con vợ, con xe gồ à. Xe gồ đó hả? Ừ. Chín nữa kìa tấn. Một lắm rồi kìa. Ừ, lấy vô này. Nhưng mà có mùi rồi là mới ăn. Phòng miếng nước nữa mày uống cái gì? Cái thùng kìa đẳng kìa. Đã tiếng nó ôm thùng nước rồi thích vô bác rồi, tiếng. Thôi. Thôi nè. Sớt ra ngoài cho mấy đứa ra ngoài người nè. Ừ. Thấy không? Qua đây. Thấy không? Qua đây. Rồi đây. Rồi. Qua đây. Rồi qua đây. Không luôn, không luôn. Nhanh lên. Lên xe. Tội nghiệp không? Hết hồn. Tưởng bị bỏ rơi. Rồi ăn cơm. Mắm này nó để màu hay gì giúp? Để cho có chứ không giống mà đó mình nãy à. Màu nó. Này gì mua đâu vậy? Chân. Này để màu rồi đó. Không phải để màu. Thì cơm đi, lên cơm. Đường. Rồi, dưa, dưa chuột. Cho ngồi gram, 2 gram đây. Liên hả? Còn gram á.
cái quạt lên cho nó nêm được ra để hoài con nó mặn cái bếp lại nêm mặn quá trời mặn. Tiền có vô phòng tắt cái máy quạt đó giùm cô tiền. Rồi lên. Má ăn mắm không má? Ăn mắm không? Ăn mắm không có hò. Rồi thôi mà cả nhà dùng cơm với mày tính nha. Ngày mà cái nhà ăn cơm hôm nay về ăn cơm với mắm chinh với lóc chinh, trời nóng mà ngồi vô cái ghế mà nó mỏi đó. Thịt gam, thịt sườn gam. Ủa sao cắt kỳ vậy tiên? Bầu gam cắt kỳ, không có gan mà không có gan cắn gãy gan hết, còn gan giả không đó. Còn là hồi vừa cao tuổi luôn anh sắc xéo á. Không, nội là tính hình có 90 giờ 7 giờ tuổi bả đây, bả là mất rồi. Cái kỳ không nói đó, hồi là năm là rồi đó. À, thầy là bói là nói bả là tới 97 tuổi à. Rồi bây giờ vượt qua rồi. Vượt rồi. Thầy bói nè. Bói nè, giờ vượt qua rồi. Vượt rồi. Giờ là bà đi được nữa chặng đường 97 tuổi rồi. 97 rưỡi hả? Là chín mươi tám rồi. Làm sinh là nhật ông rồi. Làm sinh nhật cho ngoại. Lễ thượng thọ. Hồi đó giờ chín mươi chín rồi đó giờ cũng làm. Thì đó tính làm như ta chín mươi chín mốt gì đó. Cái chị Tư chứ không cho. Tự là thôi đó giờ cũng làm giờ đừng làm. Thấy ngoài Việt Nam với gì Bắc Ba gì không? Tội nghiệp chị Tư gốc cục ba đi trước. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Ủa chị giờ đi nè. Cô Tư. Cô Tư. Chị thì ảnh rảnh rồi, chỉ vô chơi rồi. Đó. Vô rồi, thuốc luôn á. Vô thăm. Còn bà nội á thì... Cho bà mai ta dép lên giọt cuối cùng. Ừ, tâm nào ta giọt cuối cùng. Mũ nó không? Thôi ạ. Tâm cộng mấy. Buồn. Giác còn hồi mòn cái muỗng mà ngoại ơi. Mà ăn nhiều quá cũng không tốt. Ngày ngủ được rồi. Ngày ngủ. Rồi cái kia rồi nó lợi tí tới 4.000 rồi. Thấy không? Cái gì 50 mà luôn 46. Tính thầy. Không, lúc đầu là chưa có cái giá đó. Đảm hứa thôi. Này là cô Út cho nhà hộ con trái hả? Nó chua quá vậy. Đâu mua à? Nãy gia đình con trái, con trái ăn đi Thảo. Sao là ra đó là lấy gân gắt. Cô tưởng đâu ra đó, sau đó đụng ra lấy đầu gắt. Tới con, tới ra ăn đã. Tới em là em ra lấy nè, chứ không có vụ mà. À, không tốn tiền thuốc, không tốn tiền công hả? Cô lợi, cô ngộ, cô ăn hoài, cô vui hai ba trái, cô ngộ, cô ăn. Thôi, tao ăn thiệt á, mày cho tao ăn đó là thiệt á. Cô trời ơi, hồi đó, ông nội nè, hồi nãy tiền nó nói, cái mua sinh viên tại chợ đang là 200, 200 ký. Cái bệnh tính là mình cho còn 200 ký. Trái là 3.000 thì 4 năm nữa mà. Gì sầu riêng, sụ sản gì đó. Đó giờ nó chưa bao giờ còn ăn sầu riêng mà nó đã ăn đâu có đâu ăn đã. Chị Trinh bảo. Chị Bảy. Cái năm bữa đợt sầu riêng mà hủ qua nó quá rẻ đi. Ít người mua bên anh hai có nè. Cái hai lụm vô anh hai lụm vô để cái chục trái vậy. Ăn ngoài về tới chị hai kêu qua chị hai cu cho ăn kêu ăn cho đã đi này lúc này rẻ bán cũng được vậy đó. Cũng nhiêu tiền. Chị hai cu với hai ba trái ra. Ba ăn bả luôn rồi ăn xong rồi. Hay là cô Chín tem để mẹ kể cho ông Tân cho về đầu tiên ăn Diệu nè, còn cô Chín này là nói luôn mà chợ á. Ờ, nó nói xấu kể chưa chưa kể kỳ ghê luôn á, nó mắc cười chết mình chưa nghe được câu chuyện mà ngồi cười hoài kể ra nó mắc cười.
cô đưa ra ngoài đò, lúc đó đi đò không à, xuống đò là kêu chủ đò dắt lên tại ngay chỗ tiệm may của bố đó, nói ờ dắt lên chở cho Diễu nó giang cái xong cái Diễu nó mua sầu riêng quay giao thông rồi nó về tới tính về tới cái mua hai giờ Diễu cái bàn đàn ghế nó về nó ỉa nửa đêm nó đi xuống nhà sửa ma nó dắt rồi ra ngoài rồi á. Nhỏ đói ăn thấy sầu riêng thèm quất trái mấy gần hai trái sầu riêng luôn. Hai trái vậy nè, bỏ lên nó cho mấy đứa học trò con ăn, mấy đứa học trò con gái mà nó mắc cỡ. Cái đâu ăn. Cái thằng này ngồi ăn chứ ngoài là ăn đi con, ăn đi con. Quất gần hai trái luôn. Ăn đi con, ăn đi. Quất kích nó ăn tả qua về làm tống. Bây giờ nghe lại sao đến cảm thấy như nó mắc cỡ lắm đó, rồi rửa bằng gì tới. Chùi. Trời ơi, con nhớ luôn. Thôi, con nhớ mà. Đau bụng mà xanh mặt luôn á. Ngủ ở đây nè. Sao ma thầy dài quá vậy? Tới giờ cũng còn sao ma vậy? Ai cũng mắc cỡ, thằng kia ăn đi con. Em ăn cho em ăn ngoài, ăn ngoài rồi đó. Viên á thiệt á. Trời ơi. Ăn đi giống tao. Một cái chết gì em đó. Em cũng vậy nè, tự nhiên em ăn no rồi thôi. Bề ngoài thì mình thấy phái mấy cái hồ vậy nè, cá lội dưới nhìn đã. Trong đây ta tượng với cá cha, với ngoài cổ sáo cũng có nè. Mình cũng tính muốn nuôi vậy nè, mà cái hồ mình nó bự quá, bắt nuôi muốn anh hỏi về phải nuôi nhiều. Hồ mình nuôi rồi cả 500.000 con nổi vậy mà, với hồ nó sâu quá nên muốn nổi vậy là phải nuôi nhiều. Sáng về thì ngay đặt cậu Út hay bán sầu riêng ngay trái chiến, bán được đâu 2 tấn mấy, gần 3 tấn xong rồi vô ngoài ăn cơm. Chiều nay mọi người có việc hết trơn rồi cho nên không có tiết mục gì hết, cho nên chắc chút nữa thì mình với Tiên đi về, mẹ thì ở lại. Rồi, cảm ơn cả nhà theo dõi video ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video ngày mai.